thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Thi Thiên thứ 20. Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời vua trong ngày gian truân. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp che chở ngươi. Từ nơi thánh, xin Ngài đưa tay giúp vua. Từ Si-ôn, xin Chúa đỡ nâng vua. Nguyện Ngài nhớ đến mọi lễ vật vua dâng và vui nhậm những tế lễ thiêu của người. Cầu xin Ngài ban cho vua điều lòng mình ao ước và làm thành mọi kế hoạch của người. Chúng tôi reo mừng vì vua được giải cứu. Nhân danh Đức Chúa Trời, chúng tôi dương cao ngọn cờ của chúng tôi. Nguyện Đức Giê-hô-va làm thành mọi điều vua khẩn cầu. Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va cứu người được sức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh, Ngài sẽ đáp lời vua cầu xin bằng quyền năng cứu rỗi của tay phải Ngài. Người này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng ta nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta. Những người nhờ cậy ngựa và xe sẽ bị hạ xuống và ngã nhào, còn chúng ta sẽ trỗi dậy và đứng thẳng lên. Lạy Đức Giê-hô-va là vua, xin cứu giúp. Nguyện Ngài nhậm lời chúng con trong ngày chúng con kêu cầu. Khi đối diện với một thử thách, gian nan, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tự mình giải quyết hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh? Có lúc nào bạn ưu tiên tìm kiếm sự hướng dẫn và giải cứu từ Đức Chúa Trời mình không? Thi Thiên 20 thuật lại buổi cầu nguyện đối đáp giữa vua David với thầy tế lễ và hội chúng trước lúc kẻ thù nghịch tấn công. Cụm từ ngày gian truân mở đầu thi thiên này nêu rõ hoàn cảnh mà tác giả thi thiên và dân sự đang đối diện. Cụ thể là dân Israel đang đối diện với cuộc tấn công kinh khiếp từ dân Ammon và Syri. Samuel nhì chương 10 câu 14-15. Đứng trước cuộc chiến đầy cam go này, vua David cùng dân sự hiệp lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong khi David đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì thầy tế lễ và dân sự kêu xin Chúa đoái nghe, nhậm lời kêu cầu và của lễ của David. Xin Ngài khiến cho mọi kế hoạch của vua được thành. Cả dân sự đều đồng lòng hướng về Chúa trong lời cầu nguyện. Tiếp theo trong câu 5 đến câu 7, chính là lời vua David tuyên xưng đức tin của mình. Ông nhận biết Chúa là đấng giải cứu chính mình và dân sự. Đồng thời dân sự cầu xin Đức Chúa Trời đáp ứng lời cầu xin của vua. Cụm từ nổi bật trong phần này chính là từ cứu. Vua và dân sự đang đối diện với một tình cảnh rất khó khăn phía trước và chỉ có thể đặt lòng tin cậy nơi sự giải cứu từ Chúa của họ. Hình ảnh giương ngọn cờ xí là một hành động thể hiện sự cầu xin Đức Chúa Trời hiện diện, bảo vệ và giúp sức. Họ không nhờ cậy sức mạnh từ xe binh, lính kỵ như kẻ thù của họ, nhưng họ nhờ cậy danh Đức Giê-hô-va, vì họ biết rằng Ngài là đấng quyền năng, mạnh sức, bênh vực và giúp họ thắng hơn mọi kẻ thù. Có thể dân sự Chúa đã kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa trong những lúc gian nguy trước đó, nên họ tiếp tục tin cậy nơi Ngài. Cuối cùng, câu 8, câu 9. Bởi đức tin, vua David nhìn thấy sự chiến thắng của dân Chúa trước kẻ thù. Điều đó thể hiện rõ nét trong sự đối lập giữa tư thế khòm xuống sa ngã của kẻ thù và trỗi dậy đứng ngay lên của dân Israel. Thi Thiên 20 khép lại với hình ảnh dân sự cùng đồng lòng kêu cầu Chúa đáp lời và giải cứu họ trong ngày gian truân. Câu hỏi suy ngẫm. Trước ngày gian truân, vua David cùng dân sự hiệp lòng kêu cầu sự giải cứu từ nơi Chúa. Còn bạn thường kêu cầu ai? Chúa là đấng như thế nào trong lời cầu nguyện của bạn? Bạn kinh nghiệm sự giải cứu từ nơi Chúa qua những việc gì?
chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa ơi, trong cuộc sống, chúng con có lúc sẽ gặp những khó khăn, thách thức, tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng thật vui mừng khi chúng con có Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của chúng con, bảo vệ và giải cứu chúng con, giúp chúng con chiến thắng và đi qua những khó khăn trong đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào thứ hai.